Alpha, kho sách Thái Hà, kho sách nhà xuất bản Kim Đồng, và dùng luôn logo của chính đơn vị đấy để đánh lừa người mua là đây là cái kho sách hay là đây là của xưởng in tuần ra này nọ các kiểu, để bảo là đây là bởi vì sao tôi có sách rẻ mà lại sách xịn mà lại sách rẻ, mà thực ra đấy là sách giả hết. Nhưng ngay cả chuyện giá rẻ cũng chỉ là giả. Để chứng thực một bộ sách của nhà xuất bản Kim Đồng đang bán rất chạy trên Facebook, cán bộ của chính nhà xuất bản này đã đặt mua trọn bộ để kiểm chứng.